không có chiếc xe nào là độc như chiếc xe của chú Hoàng. Tới đi, đọc đi, đọc anh đấy. Mình tới nó lấy cái đầu qua. Con ngựa, một cái con ngựa sắt có 102 mà con ngựa này nó lại chạy trên một cái đường. Bán 100 triệu chú bán không? Không bán luôn. Tặng đi. 200 triệu. Không bán luôn. Bao nhiêu? Một tỷ không bán luôn. Một tỷ không bán. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại quận Ninh Kiều của thành phố Cần Thơ để tìm về một một ông lão rất là độc lạ luôn cô bác quý anh chị, và Bùi Hồ muốn giới thiệu về điều độc lạ này cho cô bác quý anh chị xem. Đó là một cụ người Quảng Ngãi và đây là cụ. Dạ con chào chú. Vâng, chào bác đi. Dạ. Chào bác đi. Con nghe chú nói chuyện giọng miền Trung à. Tôi quê Thanh Hóa, huyện Hậu Lộc. À. Con vào 54. Dạ. Thì sinh 1945. Tôi nhỏ hơn bác à, bác bác sinh 95 nè. Dạ, bác cho con đeo này vô nha, cho nó chuyện vâng, luôn. Vâng, vâng. Bác cứ tự nhiên đi, không sao đâu. Chú năm nay là bao nhiêu rồi? Dạ, thưa tôi sinh 45 thì năm nay là 76 ạ. 76. Vâng. Chú sống ở đây lâu chưa? Ở Cần Thơ này lâu chưa? Dạ thưa, hồi đó về ở Kinh B đại xá là nghề làm pháo. Rồi sau giải phóng rồi mới về đây ở Bụi Đời, ở ngoài góc đường thôi. À. Ở ngoài 60 năm nay. Dạ. Rồi là chuyên nghề chính là đi lượm bọc. Lượm mùa da chai. Lượm bọc thành những cái món da chai đồ lâu lâu mình để dành nhiều từ từ mình ráp vào. Không có tốn tiền, đồ lượm da chai không à, ráp nối không à. Hôm nay thì con đến đây á là biết vâng. Chú ngoài cái việc mà chú là lượm ve chai. Vâng vâng. Thì cái việc thứ hai nữa là chú có một cái chiếc xe ngựa. Dạ dạ xe bốn bánh. Xe ngựa rất là độc lạ. Cho con là tại sao chú thiết kế à? Có ý tưởng thiết kế ra như thế này. Đi tôi nghĩ rằng tôi thấy con ngựa nó chạy đi. Dạ. Thì tôi mới suy nghĩ ra tôi phải làm con ngựa nó chạy. Dạ. Tại vì tôi lượm bọc đi chỗ này chỗ kia nhiều, mình thâu thập những cái điều lạ đi. Dạ. Chứ phần hồi nhỏ đó tôi cũng đánh xe ngựa, tôi ở Phú Thọ Hòa đi. Phú Hòa là đường đua Phú Thọ Hòa đó. Mà thì con nói là ngựa là chỉ đi đường đường cỏ thôi, con ngựa của chú là ngựa sắt, nó lại vâng. Đi đường nhựa. Vâng, bây giờ thế con ngựa mình làm mà cho phải đâu phải ngựa thật. Ngựa mình làm mà. Con ngựa của chú thì cái phần đầu của chú là thiết kế bằng cái mốt xốp. Vâng, này là tóc giả hả chú? Vâng, tóc giả đi. Ồ, có lá cờ luôn nè. Vâng, lá cờ luôn. Này là phần mình. Phần mình, còn phần sau là mình để điều khiển đấy. Cái này là dây cương. Vâng, đằng sau điều khiển, để tôi lên điều khiển cho bác xem. Dạ, chú cho con hỏi chút xíu đi, chú vâng, chở vâng. Con đi một vòng. Ừ. Ý tưởng nào mà chú thiết kế một cái chiếc xe ngựa độc lạ như thế này? Thì tôi, ý tưởng tôi là hồi nhỏ tới lớn là tôi có chơi ngựa rồi. Biết hồi đó tôi giữ ngựa này, ngựa ở Phú Thọ Hòa. Dạ. Tôi giữ ngựa đua, ngựa xe, ngựa chạy biết hết. Dạ. Thì tôi nghĩ là tôi hồi tưởng lại cái hồi mà còn nhỏ đấy. Bây giờ mình làm lại cho để khi mình già mình có chết rồi mình có còn cái kỷ niệm lại cho con cháu đấy. À, đấy. Chú có gia đình không chú? Có gia đình nhưng mà con cháu nó bỏ hết ở ngoài Bắc á. Tôi vào Nam có một mình một à. Dạ. Rồi đi sống con mình già cả rồi. Tối làm chú ngủ chơi ở đâu? Tối tôi ngủ ở đây đi. Ôi, ngủ vỉa hè này luôn hả? Ngủ cái ghế đi, ngủ 40 năm nay ở đây rồi. Mấy năm chú? 40 năm nay ở ngoài vỉa hè. Còn chiếc xe này chú thiết kế bao nhiêu lâu rồi? Tôi gom sắt hết được một năm, tôi thiết kế là được một tháng nay. Dạ. Đồ chuẩn bị hết là làm trong vòng là một ngày xong. Tại đồ mình lượm đó. Làm ngày xong? Vâng, mình chuẩn bị mình hàng đồ thiết kế là một ngày xong. Chú tự hàng luôn? Vâng, tự hàng luôn. Tại vì tôi đi lượm phế liệu đó rồi mình thấy người ta hàng mình đứng mình xem. Rồi chú chở con được không? Ngựa này chở con được không? Được, nhưng mà không có chỗ ngồi. Được rồi. Chị sao thiết kế lại có chỗ ngồi? Ôi, đây là con ngựa, hình thù con ngựa của bác quý chị. Ngựa này hai chân mà trước nó có thể đi được luôn à. Chú tên gì? Nguyễn Hoàng đi. Quê Thanh Hóa, huyện Hậu Lộc. Chú Hoàng ha? Hoàng Nguyễn Hoàng. Đang đợi chú lái nè. Ủa kêu thành nhỏ được rồi, nói thành hai nhỏ. Cái này gắn vô làm đồ lái hả chú? Vâng, chưa cái này nó điều khiển đấy, phần điều khiển đấy. Phần điều khiển. Ôi độc lạ ha. Đây, đây bắt đầu bắt quay đi. Thôi. Thôi mỗi lần chú đạp là con ngựa nó đi kìa, nó biết lắc lư cái đầu luôn. Thôi. Ngựa là phải về tới về lui được chứ. Vâng.
Nó chỉ đi ở trên vỉa hè thôi, nó có đi đường không chú? Đi đường được. Ban phía tôi chạy đi đường như này nè. Dạ. Phía đi đường ngon ngon hơn. À. Ờ, phía giác của thấy giờ tôi chạy vì không có xe đó. Dạ. Ừ. Dễ không chú? Dễ, ở lát nữa là bắt đi nó đạp. Dạ, chú đạp cho con. Tôi bác đến chị thấy con ngựa này chiều dài con ngựa này nó khoảng 2,5 m. Vâng. Và cái đầu nó có thể lắc lư được luôn. Ở đằng đó nó chú làm một cái chú Hoàng thiết kế một cái ve lại được luôn, hai số luôn mà. Ờ, hai số luôn. Ve tới luôn được hết. Cả một nguyên thành phố không có một cái nước Việt Nam không có chiếc xe nào là độc như chiếc xe của chú Hoàng. Là một người thu nhập phế liệu bình thường, nhưng chú có thể tự thiết kế con ngựa cử động ở ngoài trước bằng hai chân. Mỗi lần lên đi thì con ngựa nó có thể lắc lư cái đầu qua lại. Và cái tóc giả của nó, của người thì chú lại làm một cái mồm. Nhìn một nào lão nông dân dân rất là quá dị với cô bác anh chị. Thế bác lên bác đạp cũng được nè. Dạ, rồi chú quay lại đi, chú quay lại con đạp á. Vâng, vâng, vâng. Cái chân của chú là nó có cái cao su, cao su. Cao su ở dưới làm cái gì ta? Cao su để cho nó im ấy. Đi cho nó im ha. Dạ. Yeah. Vì sao tôi làm cái lớp xo nhúng ấy? Tại mình không có thời giờ làm. Dạ. Mệt quá, làm mệt quá. Hai cái càng đi. Vâng. Hai cái càng ở đây thì chú để lái lái để lái. Vâng. Phải lái bánh sau. Ờ. Thế rồi. Thì bác muốn cho nó qua đây thì bác lái cái bánh vào đây, mình lái ngược đấy. Dạ. Bác muốn cho qua đây, qua chơi dưới đây, còn bác muốn cho qua đây được lái qua đây. Rồi bác leo lên đi. Rồi tới con lái một đoạn nha. Vâng. Bây giờ tới Bùi Hồ sẽ lái một đoạn. Thì bác leo lên ngồi đi. Chú Hoàng cầm giùm con cái. Rồi. Cầm quay lên con cái. Vâng, vâng, đưa rồi. Rồi bây giờ cô bác quý anh chị chắc có lẽ là cũng giống như chú Hoàng và Bùi Hồ sẽ mượn con mượn cái nón lá của chú nha. Vâng. Để cho giống đây. Đây cô bác quý anh chị, Bùi Hồ sẽ lái một cái chú qua đây gọi cho nó sáng chút. Vâng vâng vâng. Lá con hỗ trợ chú hả? Vâng vâng vâng. Lá cho đây. Rồi. Cho vào. Bên kia trước. Rồi. Rồi chú qua đó gọi con. Dạ. Bây giờ bác thì muốn cho nó queo qua lại thì bác lái cái này ra, lái ngựa đi. Dạ, đây cô bác quý anh chị, Bùi Hồ đang ngồi trên một cái con ngựa độc lạ nhất của chú Hoàng. Bây giờ thì chắc có lẽ là không đợi cô bác quý anh chị. Quay con chú. À, rồi. Không chú thấy chưa? Chú chạm vô màn hình. Rồi bác đạp đi. Chú miễn nó tắt thì chú chạm vô màn hình. Ừ. Rồi bây giờ mình sẽ đạp con ngựa. Một con ngựa sắt có 102 mà con ngựa này nó lại chạy trên một cái đường nhựa. Đường nhựa bác đường chạy được hết. Và con ngựa này nó đi rất là chậm luôn ha. Đây. Rồi bắt đạp đi. Ai? Lấy qua đây. Dạ lại. Rồi qua đây coi, đạp tới đi, đạp mạnh đấy. Mình tới nó lấy cái đầu qua. Thôi dạ lại. Dạ lại. Để luôn. Dạ lại đi. Nói chung là cực kỳ khó khăn của bác quý anh chị. Nói chung là chỉ chú Hoàng là người nai ngựa hay đó. Rồi bây giờ bắt đầu đi tới ha chú ha. Rồi đi tới, để tới. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ đi tới nè cô bác quý anh chị. Để vào đây. Chú Hoàng chắc có lẽ là chú Hoàng phải lái giùm con. Ừ. Con là chỉ đạp ngựa thôi. Hai cái chân thì. Vâng, xe là chút để chân luôn đi. Để chân luôn ha chú ha. Có một người trải nghiệm chia sẻ với chú vui không? Vui chứ, thích chứ. Trời, mình lớn tuổi rồi, có được cái gì vui cái đấy. Đời không có gì tồn tại bằng hơi thở. Còn thở là còn tất cả. Đây. Bẻ lại. Rồi. Đập tới đi. Rồi, bẻ qua chú. Con ngựa của con nó có vẻ là nó không nghe lời khách à. Ừ. Nó nghe lời chủ đấy, thôi. Tại bác không quen đi. Rồi, đập tới đi. Dạ. Rất là độc lạ luôn. Ngày xưa giờ chưa đi ngựa lần nào. Đây. Con ngựa này nó đi khoảng đường xa nhất là bao nhiêu ha chú ha? 2 cây số. Rồi, ve lại. Bây giờ bắt đầu chắc có lẽ là con nhờ chú ve lại đi. Rồi bắt xuống đi rồi leo được. Ờ. Không quen, bác quen. Không quen. Bác muốn cần bác vợ chừng một ngày. Dạ. Rồi bây giờ nhà chú Hoàng đây nón của chú đây. Ừ. Mở được thôi,
Con ngựa, dạ. Mới thấy con ngựa lần đầu tiên nghe cô ha. Rồi quá. Con ngựa này không không phải là dễ lái đâu. Rồi tới đi. Đâu chú đi tới đằng cái cột điện nó quằn lại luôn nha. Quằn. À. Thật ra khi con ngựa này cô bác với anh chị lên mà lái không quen á thì con ngựa nó không có theo ý muốn mình đâu. Đúng rồi, phải quen mới được. Mà phải gọi là chú Hoàng là một người nài ngựa sắt chuyên nghiệp. À, rồi chú quay lại. Ngựa là phải đi bằng chân. Ha cô ha. Vui nhất là con ngựa mà nó vừa đi mà vừa lắc lư cái đầu như thế này, ngoài sau lưng nó có một cái bờm và chúng ta nhìn thấy hình ảnh một cái con ngựa rất là có hồn luôn. Và để cho các khớp nó cử động được thì chú Hoàng phải lượm những cái nhặt ve chai, nó có tạo một cái khớp rất là hay luôn nè. Ôi con ngựa chạy nhanh ghê kìa. Thôi, ngựa đã tới nơi. Bây giờ bác sẵn bác quay luôn cho xe luôn đi. Dạ, bây giờ con quay con ngựa trước. Bây giờ chú Hoàng cho con hỏi nè. Để mà nghiên cứu cái này mà ý tưởng này chú đã ấp ủ bao lâu rồi? Ấp ủ mấy năm rồi. Mấy năm? Mà tại vì đầu tiên là suy nghĩ trước mấy năm. Nhưng mà quan trọng cái là phải tìm cái vật tư đi. Như là sắt, đồ lặt vặt này kia. Mình làm rồi là đầy đủ hết rồi thì mình mới thiết kế xong. Bắt đầu mình hàn lại một ngày một thôi là xong hết con ngựa nữa rồi. Những người mà dân sống gần ở đây có chú nói chú là một người lập dị không? Không, họ khi dễ tôi, họ nói tôi thằng khùng, thằng điên. Mới làm cái hai bánh xe này. Ở đây dân ở đây cho tôi khùng điên, không phải cái người cho tôi là thằng tâm thần. Nhưng mà tôi vẫn tốt thôi. Người thế gian mày ai cho gì cho. Người ta đối với chú không vui nhất là khi nào? Vui nhất là khi các bác đến đây quay đấy. Dạ. Đưa lên mạng là tôi vui nhất cái đó thôi. Là công nhận được cái ý tưởng sáng tạo của chú đúng không? Vâng. Để cho mọi người đều hiểu. Chú cho con hỏi là nếu như mà con ngựa này người ta mua chú bán không? Thế thì mình tặng người ta thôi. Tặng chứ không bán? Không bán, bán cái gì? Tôi bán giờ tiền và tôi tắt thở thì sao? Tôi nghĩ hơi thở là quan trọng, con người hơi thở trọng. Bây giờ thí dụ tôi thấy anh là có khả năng là đốt, tôi có thể tôi tặng anh luôn khi tôi tắt thở. Bây giờ còn sống thì tôi còn xài. Khi tắt thở tôi biết địa chỉ anh là tôi cho tặng anh con ngựa. Không bán. Bán bao nhiêu tiền ăn cũng hết thôi. Bán 100 triệu chú bán không? Không bán luôn, tặng đi. 200 triệu? Không bán luôn, bao nhiêu? 1 tỷ không bán luôn. 1 tỷ không bán luôn? Vâng, tặng thôi. Vâng, đúng rồi. Ồ. Tặng hơn tình nghĩa hơn. Mình sống bây giờ đâu cần thì tôi cần hơi thở. Ai lo tôi mỗi ngày hơi thở sống là tôi tốt rồi, tôi vui rồi. Anh thấy bây giờ tất cả thế gian này hơi thở là quan trọng. Dạ. Tôi ngồi đây chứ lát nữa tôi tắt thở không chừng đi. Còn hơi thở là còn được sáng tạo, còn tất cả. Vâng. Bây giờ chắc có lẽ là bây giờ mình sẽ quay cẩn thận lại cho cô bác quý anh chị xem kỹ. Chú Hoàng sử dụng đây là một cái dây sên và đây là hai cái bánh găng nối lại để cho cái việc mà nó sẽ đạp. Khi mà đạp đi thì cái phần ngựa nó sẽ chuyển động đi. Nó chuyển động, nó nối với lại cái khớp trước này cô bác quý anh chị. Đây, nối với là một cái khớp trước, một cái chân. Đây là cái chân bên trái và đây là một cái chân bên phải. Thì cái phần thân trước á là chú sử dụng một cái bộ ốc sên. Bộ ốc của mình tự chế luôn. Ốc này chú tự chế. Vâng. Và cái chân ở dưới, cái khớp dưới này thì chú lại nối hai cái phần ở trên. Và để cho cái đầu con ngựa mà nó lắc lư qua lại á, thì khi mà con ngựa nó di chuyển á thì cái đầu nó sẽ tự lắc thôi. Chứ ở đây là một cái khớp nhỏ dưới này nè. Đó. Cái khớp. Và để cho đẹp thì chú dùng những cái miếng xốp mà chú sơn màu. Hả? Nhưng mà cái này cái mô hình thôi chứ chưa làm thật tốt. Dạ. Vì vậy là cái đầu con ngựa là nó không có liên quan đến lại cái phần thân này. Vâng, dỡ ra đưa đuột đây. Đó. Thế là tối dỡ ra để bọn xấu nó lợn nó đi. Mai mốt chú ơi, có dự định là làm một cái con ngựa nào khác nữa không? Tôi định là một cô gái kéo chiếc xe hồi Pháp đi. Dạ. Xe ngựa mình cũng ngồi thì cô gái kéo bước đi. Dạ. Cái con ngựa này là 1 tỷ không bán nha. Vâng. Không bao bán bao nhiêu biết à, tặng tôi. Đây. Sẽ quay cho cô bác quý anh chị xem nè. Làm à? Thấy nè. Nào rồi. Đó.
thấy không? Đây là một cái khá là độc lạ khi mà chú khá là độc lạ khi mà chú sử dụng những cái vật liệu đơn giản bình thường nhất. Hết là chú không tốn tiền một cách nào luôn hả chú? Vâng, tốn tiền có 100.000 là làm cái mua dây xích đi mua cái nhông thôi. Còn ba cái đồ này là phế liệu. Dạ, để con coi con ngựa này. Chú ơi, tại sao chú không thiết kế cho hai người ngồi chú Hoàng? Thiết kế được nhưng mà chưa có thời gian. Ví dụ như là tí xíu nữa con ngồi lên đây chú được không? Đi được không chú? Có thể anh ngồi đằng sau tôi được nè. Tôi ngồi đây anh ngồi sau được. Đó bây giờ chú đã quay lại đạp cái nữa hai chú cháu mình con ngồi đằng sau chú thử coi. Được. Con ngựa là nó phải hai người chứ. Vâng. Người biết lái ngựa còn người không biết nữa chi. Tôi chưa bắt ngồi lên đây. Con ngồi đâu? Tôi ngồi nói đằng trước. Rồi bắt ngồi lên đây tôi ngồi chưa đằng trước. Rồi, bây giờ chú ngồi trước. Bác chú ngồi trước nha chú Hoàng. Vâng. Sự sáng tạo của con người là vô hạn của bác quý anh chị. Có những sự sáng tạo gói ghém chỉ trong 100.000 đồng thôi. Nhưng mà phải công nhận chú Hoàng là một người có ý tưởng rất là táo bạo luôn. Rồi bắt lên ngồi đi. À. Bây giờ con ngồi đây ha. Vâng, đúng rồi. Ôi cái cây này nè. Không sao có cái này đi. Ngồi tạm đi, tạm thêm. Ngồi chồng hổn cũng được. Được chưa? Dạ rồi. Rồi quay đi. Đây bây giờ con ngựa của chú bây giờ đã trả được hai người. Nó có yếu quá, nó có gãy không chú? Không yếu, tự do, chắc lắm. Chắc lắm hả? Vâng, chắc lắm. Đạp nhẹ lắm đi, thế không có nặng. Tại mình thiết kế nó nhẹ mà. À. Ngày xưa chú có học cơ khí gì không? Không học, đi lượm bọc thì đi. Hồi đó tài xưa tôi có hồi 60 tuổi tôi tranh ngựa Phú Thọ tôi biết. Dạ. Biết câu kết đó. Rồi, thôi chắc chú có lẽ là chú quay về ơi. Thôi bác xuống đi quay về đi nhẹ. Ây à. Rồi xong. Hình ảnh một cái lão nhặt phế liệu ve chai mà sáng chế ra được con ngựa này thì chúng ta thấy là cực kỳ là hiếm đúng không? Và đây là một cái chiếc con ngựa, một cái chiếc xe ngựa độc nhất vô nhị luôn. Rồi là một cái con ngựa mà đầu nó cứ lắc lư à. Nhanh ghê hả chú ha? Ồ. Đã ha. Rồi bây giờ cắt cương vô hay sao chú? Ừ, quay chiếc xe đi. Dạ, bây giờ chú cắt dây cương vô hay sao? Bỏ lại đi, không có cắt. Vừa lái chiếc xe đi. Bây giờ phần con ngựa này đã xong, tiếp theo thì chắc có lẽ là cô bác quý anh chị thấy chiếc xe đằng bên kia không?